Alo, hello anh em nhá. Thì bứt 50 luôn kìa. Sao bứt 50 đây luôn nhỉ? Bứt 50 chơi gì ta? Cái lotion hả? Lại là DC Hao Rider. Bầm bình này gờ vậy mới có tí máu bầm bình luôn vậy chuyên nghiệp quá vậy. Mặt anh đe dâm dâm nhưng xem lâu rồi cũng thấy DT hương. Gì vậy trời, nói một cái thiệt chứ bức ghiếp luôn á. Cảm ơn ngoại hương nha, cảm ơn bạn nha. Hay quá, đẹp rồi, quá đẹp luôn á chứ. Sợ ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác xa. Thật sự tay ôm nhầm gói. Em muốn like cho tôi nhá. Rồi rồi rồi, boss nó chuẩn bị mất nửa cây nè. Rồi 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 rồi. Hay dạ. Đi hai thằng nào. Chuẩn bị nè, hay cái game nó mà lộ lên nó đã giết sứ giả một cái thôi nha. Là boss nó hiểu luôn rồi đó. Nè lộ 3. Xong sứ giả chưa? Hay dạ. Gấp quá vậy. Đơn này không biết nói dối. The Grill. Rồi, mấy pha về luôn. Mấy pha này không đẩy nha, về luôn. Thứ nhất là mình không thiếu tiền, thứ hai là mình đẩy quay sau ra cũng không đẹp. Về luôn. Anh đợi sự thật à. Rồi, 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 xe giá không gỡ, xe giá không gỡ. Và đó là bết. Oh. Thằng kia nó mới giật lòng mày đam đâu mà giết hả? Thấy rồi mà thấy hả? Thì ra mấy giật lông mà kéo vô G sao mà chết được. Lông chứ không phải gì đâu mà có hoài. Tôi tự mọc ra chứ. Chưa mọc mà đánh nè. Ổn vậy mini. Rồi E kẻ E cái, kẻ E cái. Rồi không kẻ E thôi về. Tụi nó kẻ E đứng bắn nó luôn. Mấy cái pha đó anh em mà lướt lên bắn nó là nó kẻ E cái là khóc luôn á. Một cái lát luôn á. Mấy pha nó phải đợi nó kẻ E xúp đã. Nó không kẻ thì mình về. Nó kẻ thì mình bắn cái đầu nó. Ok. Đi. Đi chứ sao nữa. Đi chứ sao nữa. Rồi vô tăng. Vô bình thường cái, bình thường 3 2 rồi, đập bị chết rồi. Rồi chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Nói anh đang stream em ơi, anh đang stream nó đá là giả bộ nè. Giả bộ xe ra ra cái này coi giết được không? Có đá stream không? Nè. Có đá stream là giả bộ đúp cái nè. Gắt vậy, không đá chim à? Phải lầy thế. Cầm đá chim thì đi. Ơi ơi ơi. Mấy cái thế này, mấy cái thế này, mấy cái thế này. Rồi đỡ 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 kéo, đỡ kéo, đỡ kéo, đỡ kéo, đỡ kéo, đỡ kéo. Tức ghê gì đó. Tức ghê gì đó, đỡ kéo có chết đâu. Đỡ không muốn lát rồi, tức ghê gì đó. Mấy phải không? Mấy em trên Nami, mấy em đỡ kéo đâu chết đâu. Đầy máu mà. Hoặc là kiểu nếu mà không đỡ kéo thì xài G sớm á, để cho nó lớn nó không kịp quy á. Tại nó lớn nó có một chiêu à, kiểu nó G xong rồi để mình hất tung lên cái nó quy á. Thì nó G sớm luôn. Còn không thì đỡ kéo, đâu chết đâu. Làm mất cái lag đó. Lucian thì gần sợ phải to lắm nha. Cái Lucian thì gặp phải to không thể nào lướt lên nữa. Lướt lên kẻ lỗ máu luôn. Mình chỉ có sấy G nó thôi. Trời ơi nó kẻ cái kìa. Đau. À, xuống đây dạ. Nằm về tới dạ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.
Trời ơi, sức nữa. Ok, mất 3 bèo. 2 bèo với 1 gờ. Mấy pha đã biết 100% sẽ lát rồi đó. Thì mình canh nào lấy nó lấy hết rồi kỳ sức. Nếu mà không bị sức bắn full chiêu chết. Quên kỳ sức. Trời anh em ơi, đơ stream đơ che map vậy thôi chứ hả? Anh em coi stream đơ có bị mất thông tin đâu. Đơ toàn F2, F3, F4 không? À, anh em biết đơ team đơ đâu hết rồi nè. Đơ quý lúc nào đơ cho bắn mấy cái này. Che map như không vậy. Che mấy con mắt rồi à, chứ đơ bấm này liên tục mà. Phải win anh em ơi, không ăn được nha anh em, phải win đó nha. Rồi. 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 Rồi 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 rồi. Hay. Rồi. Team hay quá. Team đánh gắt vậy. Gần thì fanboy go xè đánh gắt vậy. Em đánh ok không anh đơ? Bằng anh. Em đánh để nó cầm top anh như chưa. Em đánh để nó cầm top anh như chưa. Dễ thương. Quýnh lâu dần thì khi nào ăn một tia mình cứ phải xài e trước á. Để vừa bắn vừa hồi chiêu. Nhưng mà mình solo gồng cũng dễ. Đồng đội mình đó. Để mình solo gồng nhỏ. Tệ. Ra bây giờ kiểm soát ghét xong ambago luôn anh em. Nè 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 nè. Phải này chuẩn bị. Này lát xuống nè. Ơ này không lát nè. Quá dữ, quá ghê, đi đánh ghê quá. Gì vậy bên tóc biến của tôi vậy? Tóc biến làm gì nữa? Ai để tiếng lát mà tóc biến làm gì? Tự nhiên cái bên cái lát là kỳ. Ai để tiếng lát mà? GG. Một clip cho Slayer. Nè, game này gây đam chắc thứ hai. Game này gây đam chắc thua gái gắt xíu. Gây gắt gây đam yếu mình nữa về. Nè gây gắt gây đam ít thằng đơ nữa. Đơ gây đam thua mỗi bít to thì bít to xanh. Tin. Em nhớ like cho bài kênh cho đơ nha.